Chào các em học sinh đến với môn địa lý lớp 7. Trước khi vào bài mới thì chúng ta sẽ kiểm tra bài cũ. Một câu hỏi như sau: so sánh đặc điểm địa hình Nam Mỹ với đặc điểm địa hình Bắc Mỹ. Thứ nhất là giống nhau về cấu trúc, đều có núi trẻ ở phía Tây, đồng bằng ở giữa và cao nguyên sơ nguyên ở phía Đông. Khác nhau: phía Đông thì Bắc Mỹ núi già Appalach, sơ nguyên trên bán đảo Labrador. Nam Mỹ: Sơn Nguyên Vian và Sơn Nguyên Racine. Phía Tây, Bắc Mỹ, hệ thống Cordillera chiếm gần 1/2 địa hình Bắc Mỹ. Nam Mỹ thì có dải Andes cao và đồ sộ hơn, hẹp, ngang so với hệ thống Cordillera. Ở giữa, Bắc Mỹ thì đồng bằng trung tâm cao ở phía Bắc, thấp dần về phía Nam. Còn ở Nam Mỹ là cái chuỗi đồng bằng nối liền nhau, có những cái đồng bằng mà chúng ta đã học rồi. Chúng ta tiếp cái bài mới, đó là tầng 23 của bài 42, thiên nhiên Trung và Nam Mỹ tiếp theo. Bài này thì chỉ có một phần là hai nhỏ sự phân bố tự nhiên. Trong sự phân bố tự nhiên này sẽ có A và B. A, khí hậu. Mấy em quan sát hình 42.1 lượt đồ khí hậu Trung và Nam Mỹ. Chúng ta sẽ xem coi có các kiểu khí hậu nào thì chúng ta thử tìm những kiểu khí hậu đó. Vậy thì qua cái hình này thì chúng ta thấy là ở Trung và Nam Mỹ có gần đủ các kiểu khí hậu trên trái đất. Nguyên nhân nào làm cho ở đây có gần đủ các kiểu khí hậu trên trái đất? Thì đó là do lãnh thổ trải dài từ chiến đến Bắc đến gần vòng cực Nam, kích thước rộng lớn, địa hình phân hóa có nhiều dạng. Câu hỏi tiếp, kiểu khí hậu nào chiếm diện tích lớn nhất? Thì chúng ta thấy là màu hồng là cái kiểu khí hậu chiếm diện tích lớn nhất, đó là kiểu khí hậu cận xích đạo. Mấy em nhìn lên cái hình thì thấy cái đường màu đỏ từ trên xuống, dọc kinh tuyến 70 độ Tây từ Bắc xuống Nam, lục địa Nam Mỹ có các kiểu khí hậu nào thì chúng ta thấy rõ ràng nó sẽ qua những cái màu. Mấy em thấy cái đường màu đỏ dọc vĩ tuyến 24 độ 27 phút Nam từ Đông sang Tây, lục địa Nam Mỹ có các kiểu khí hậu nào thì chúng ta tự tìm. Vậy thì khí hậu phân hóa thể hiện như thế nào ở đây? Thì chúng ta thấy rõ ràng nó có sự phân hóa từ Bắc xuống Nam, từ Đông sang Tây và từ thấp lên cao. Và nhận xét về sự khác nhau giữa vùng khí hậu lục địa Nam Mỹ với eo đất Trung Mỹ và quần đảo Antilles. Chúng ta xem nó khác nhau như thế nào. Khí hậu lục địa Nam Mỹ có sự phân hóa phức tạp và đa dạng hơn khí hậu eo đất Trung Mỹ và quần đảo Antilles. Thì chúng ta thấy rõ ràng ở eo đất Trung Mỹ thì chỉ có hình như là hai kiểu khí hậu, còn khu vực Nam Mỹ thì có rất là nhiều kiểu khí hậu ha. Lý do thì chúng ta tự giải thích. Sang phần B, các đặc điểm khác của môi trường dựa vào hình 41.1, kể tên những kiểu môi trường tự nhiên ở đây. Nhìn vào đây thì chúng ta thấy chú thích là có những kiểu môi trường sao. Thứ nhất, rừng xích đạo xanh quanh năm, rừng rậm nhiệt đới, rừng thưa và savan, thảo nguyên, hoang mạc và bán hoang mạc, cảnh quan núi cao. Đó là những kiểu môi trường ở Trung và Nam Mỹ. Vậy thì nó có những cái đặc điểm gì và cái nơi phân bố của nó ở đâu, thì chúng ta sẽ nhìn vào ba cái câu hỏi này, chúng ta hoàn thành cái bảng sao cho cô, tức là tìm cái nơi phân bố và đặc điểm của từng kiểu môi trường. Đây bảng. Thứ nhất, rừng xích đạo xanh quanh năm, phân bố là đồng bằng Amazon. Đặc điểm khí hậu nóng ẩm mưa nhiều, rừng rậm xanh quanh năm, động vật đa dạng phong phú. Thứ hai, rừng rậm nhiệt đới, phân bố phía đông eo đất Trung Mỹ và quần đảo Antilles. Đặc điểm khí hậu ẩm mưa nhiều, rừng rậm phát triển. Đặc điểm tiếp là rừng thưa và savan,
phân bố rừng thưa và savan, phân bố phía tây eo đất Trung Mỹ, quần đảo Anti, đồng bằng Orinoco. Đặc điểm: khí hậu nóng, chế độ mưa và ẩm theo mùa, mùa khô kéo dài, rừng thưa và savan điển hình. Thảo nguyên phân bố ở đồng bằng Pampa. Đặc điểm: lượng mưa trung bình từ 1.000 đến 1.200 mm phân bố theo mùa. Đặc điểm và nơi phân bố của hoang mạc, bán hoang mạc và môi trường núi cao. Hoang mạc, bán hoang mạc phân bố ở duyên hải Tây Andes, cao nguyên Patagonia. Đặc điểm khô hạn, hình thành hoang mạc cát, các loại cây bụi gai. Môi trường núi cao, phân bố ở miền núi Andes. Đặc điểm thiên nhiên thay đổi từ bắc xuống nam, từ thấp lên cao. Đó là chúng ta đã tìm hiểu về đặc điểm và cái nơi phân bố của các kiểu môi trường. Mấy em xem một số cảnh quan ở cảnh quan rừng Amazon. Thảo nguyên Pampa. Cảnh quan hoang mạc. Vùng núi Andes. Dựa vào lượt đồ giải thích vì sao dải đất duyên hải phía Tây Andes lại có hoang mạc. Duyên hải phía Tây thì chúng ta thấy có cái đường mũi tên màu xanh là có dòng biển Peru, dòng biển lạnh. Lý do đó là do chịu ảnh hưởng của dòng biển lạnh quanh năm, hầu như không mưa nên trở thành vùng khô hạn nhất châu lục. Em có nhận xét gì về thiên nhiên Trung và Nam Mỹ? Đó là sự phân hóa từ bắc xuống nam, từ thấp lên cao, phong phú và đa dạng. Bây giờ chúng ta thử làm những cái bài tập mà sau khi chúng ta học cái nội dung số 2, sự phân hóa khí hậu. Tôi có bài tập thứ nhất. Dựa vào hình 42.1 lượt đồ khí hậu Trung và Nam Mỹ. Rồi bây giờ chúng ta điền tên những cái kiểu khí hậu mà chúng ta vừa mới học ha. Bây giờ đóng sách lại, tập sách lại thứ. Thử nhớ lại coi vị trí của A, B, C, D và E đó là những kiểu khí hậu nào. Rồi A, khí hậu xích đạo. B, khí hậu cận xích đạo. C, khí hậu nhiệt đới. D, khí hậu cận nhiệt đới. E, khí hậu ôn đới. Bài tập thứ 2. Nói hai cột A và B sao cho thích hợp. Ở đây có những kiểu môi trường, bên kia là cái nơi phân bố. Rồi. Rừng xích đạo xanh quanh năm. Đúng là C. Rồi đáp án tiếp câu 2 ha. Rồi đáp án câu 3. Đáp án câu 4. Đáp án câu 5. Đáp án câu 6. Bài tập 3. Em hãy chọn câu trả lời đúng nhất. Ven biển phía Tây miền Trung Andes xuất hiện dải hoang mạc ven biển là do. A. Đông Andes chắn gió ẩm Thái Bình Dương. B. Dòng biển lạnh Peru chảy sát rất mạnh ven biển. C. Địa thế của vùng là địa hình khúc gió. D. Dòng biển nóng Brazil. Chúng ta thử coi câu nào chúng ta chọn đúng. Đáp án đúng đó là B. Dòng biển lạnh Peru chảy rất sát mạnh ven bờ. Rồi, bây giờ chúng ta chuẩn bị về nhà
Tiếp cái bài tiếp theo cho cô. Trả lời câu hỏi 1, 2, 3 của sách giáo khoa trang 130. Chuẩn bị bài 43 dân cư xã hội Trung và Nam Mỹ. Những câu hỏi in nghiêm của bài, chúng ta sẽ bỏ phần 1. Bài học của cô đến đây là hết. Chào các em.